Chúng ta rất là xúc động vừa chứng kiến cái thời khắc lịch sử. Epsilon 5 của Nhật Bản đã đưa cái vệ tinh Nano Dragon của chúng ta lên vũ trụ. Cảm xúc rất là tuyệt vời trước cái thành tựu của cái ngành khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Mục tiêu quan trọng hơn cả của cái đợt của cái lần phóng vệ tinh lần này của chúng ta là thể hiện cái bước tiến rất là lớn của các nhà khoa học Việt Nam, của ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam, khi chúng ta đã tự chủ được phần lớn cái việc thiết kế cũng như chế tạo, và lần đầu tiên của vệ tinh chế tạo của Việt Nam, nó khẳng định được cái sự trưởng thành, cái quyết tâm của nhà nước ta để xây dựng cái ngành công nghiệp vũ trụ cho đất nước ta. Phóng cái thành công của vệ tinh thực sự nó là một cái điểm nhấn rất là lớn của những người chế tạo vệ tinh, và khi mà vệ tinh được phóng nó là một cái động lực để chúng tôi cố gắng làm những cái tiếp theo. Nhưng mà cái cao hơn là cái khi mà cái vệ tinh phóng nó hoạt động thành công, nó giao tiếp được với chạm mặt đất rồi truyền nhận tín hiệu thực thi đúng cái những gì mình yêu cầu. Nhất là thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, tắt cái tín hiệu AIS, các cái vệ tinh bay qua sẽ thu cái tín hiệu đó và gửi về các cái trung tâm giám sát điều hành để phục vụ quá trình điều hành vào ra cảng này, hoặc là để giám sát cái tàu đó, hỗ trợ cho cái việc tránh va chạm. Chúng tôi đặt trên vệ tinh một cái máy ảnh cộng cái hệ thống cái thiết bị để có thể điều khiển được thực tế vệ tinh. Khi mà vệ tinh ở trên quỹ đạo, chúng tôi sẽ ra lệnh chụp ảnh Hà Nội đi, chụp ảnh Hải Phòng đi, và vệ tinh nó sẽ chụp theo cái ý điều khiển của chúng tôi, và chúng tôi sẽ sử dụng các cái bức ảnh chụp được đó để đánh giá chất lượng của vụ điều khiển. Một số các thiết bị mình muốn mua trên thế giới không mua được, bị ảnh hưởng bởi những cái đấy là ta phải thay đổi thiết kế. Nhiều cái mô đun gặp phải cái vấn đề như thế thì cái thiết kế của mình nó sẽ trở nên phức tạp. Nay ở Việt Nam mình chưa có một cái cơ sở hạ tầng để phục vụ thiết kế chế tạo vệ tinh này. Thế nên là ví dụ như chế tạo xong, chúng tôi lại đem hết các thiết kế, các cái thiết bị vệ tinh đó chúng tôi đem ra nước ngoài để thử nghiệm, sau đấy lại đem về nước lại phát triển.